Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy cái bài tập tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên dương n. Thì về ý tưởng để dạy bài này thì mình sẽ làm như sau. Ví dụ ở đây mình có cái số 1242 đấy. Thì ý tưởng của nó sẽ là mình sẽ chia nhỏ cái số này ra, tức là chia từng phần ra từng số đấy. 1242 thì mình chia là số 1 chia thành số 2 này, số 4, số 2 và số 1 đó, chia ra và sau đó sẽ so sánh đúng đấy. Thì chia như nào? Thì ở đây mình sử dụng cách là chia nó, chia lấy dư và chia lấy nguyên, đúng không ạ? Ví dụ ở đây thì với số n đúng không ạ, phần trăm cho 10 thì nó sẽ ra kết quả là cái số này đấy, 1242 đấy, phần trăm cho 10 thì nó sẽ ra cái kết quả như này, đúng không ạ? Kết quả nó sẽ ra là 2 đúng không ạ? Vâng, như vậy thì mình đã tách được cái số 2 này ra đúng không ạ? Đấy, cứ làm tương tự như vậy thì mình sẽ tách được lần lượt các số còn lại, đúng không ạ? Vì đó là cái ý tưởng của mình. Và mình sẽ gán một cái biến ban đầu là max, nó sẽ bằng 0. Và sau đó mình so sánh những cái số sau khi đã chia lấy dư như này ạ, là chia sau khi đã tách ra, rồi mình so sánh với cái max này. Đấy, nếu cái số nào là lớn nhất thì mình sẽ in ra kết quả đấy. Đấy, thì đó là cái ý tưởng của cái bài toán này. Thì mình sẽ đi vào viết code. Đây là cái đề bài. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo một số cái thư viện. Sau khi khai báo thư viện thì ta bắt đầu đi vào cái hàm main. Trong cái hàm main này thì mình khai báo một số cái biến. Đầu tiên thì sẽ khai báo biến n, đúng không? Là biến chúng ta nhập vào, đúng không? Và sẽ khai báo một cái biến k. Đấy. Và sẽ cần phải khai báo một cái biến max, giá trị max của nó bằng khởi tạo cho nó bằng 0. Bắt đầu chúng ta sẽ nhập vào cái số n, đúng không ạ? Nhập vào số nguyên n bằng, sau đây mình sẽ sử dụng một cái lệnh scanf. Số n là số nguyên dương nên sẽ là phần trăm d, và đây sẽ là và n. Rồi, sau khi đã nhập n thì ta bắt đầu sử dụng một cái vòng lặp while, và biểu thức điều kiện của nó sẽ là n này phải lớn hơn 0, và công việc của nó sẽ là nó gán cái biến k này, nó sẽ bằng cái phần dư của cái phép chia n chia cho 10. N phần trăm 10 chính là cái phép chia lấy dư đấy. Như ở bên đây thì mình đã nói trước rồi đấy, ví dụ đây đấy, tức là nó cái tách cái hàng đơn vị này ra, chia cho 10 tức là tách cái hàng đơn vị này ra đấy, tách cái phần dư ra rồi, và sau đó nó sẽ đi so sánh với cái biến max, so sánh với cái max ban đầu nữa, if k mà nó lớn hơn max thì lúc đó sẽ gắn max
bằng k. Đấy. Và để tiếp tục đến cái chữ số tiếp theo này, tách cái chữ số tiếp theo thì ta làm thực hiện cái thao tác là n bằng n chia 10, đúng không ạ? Đây tức là chia lấy nguyên đấy. Đấy. Rồi. Sau khi đã thực hiện xong những cái câu lệnh đây rồi thì ta in ra màn hình cái kết quả. Đây sẽ là số lớn, chữ số lớn nhất là, rồi đây sẽ là phần trăm d, và đây sẽ là max, đúng không ạ? Đây mình, đây sẽ là get để dừng cái màn hình lại. Rồi đây, sau khi trên đây là cái đoạn code để dạy cái quyết cái bài tập này, và mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy, đúng không ạ? Rồi ví dụ ở đây mình nhập là 13 thì nó sẽ ra chữ số lớn nhất là 3, đúng không ạ? Đấy, ví dụ mình nhập một cái ví dụ khác. Đây mình nhập là một cái số bất kỳ. Đó. Đó. Thì nó sẽ in ra cái chữ số lớn nhất của nó là 5, đúng không ạ? 3, 3, 4, 5, đúng không ạ? Thì số lớn nhất của nó là 5, đúng không ạ? Đấy. Và cái quan trọng của cái bài tập này là các bạn cần phải biết cái cách để tách những cái số, chữ số này ra, đúng không ạ? Đấy, tách những cái số này ra, đúng không ạ? Tách, mình phải tách nó ra từng chữ cái, chữ số một rồi mới so sánh được, đúng không ạ? Đấy, thì cách tách như nào thì mình đã đề cập ở trên rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đến đây là những cái bài tập dạy về tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.